mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 15 tháng 11 năm 1987 với chủ đề Tôn Sư Trọng Đạo. Bài đọc được trích từ bộ sách Ý Khuyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 10, qua Có người hỏi tôi là đến chùa phải học những phép tắc gì Tôi nói Đến chỗ tôi khỏi cần phép tắc gì cả Chỉ cần thành tâm Phật Bồ Tát cảm động Tự nhiên chúng ta sẽ làm việc đúng Dù chúng ta không làm gì đi nữa Phật Bồ Tát cũng rất vui mừng Ví dụ tôi gặp người đó Dù họ không đỉnh lễ Không cúng dường Tôi cũng rất vui Ngày đầu tiên gặp người đó Tôi đã vui rồi, vì biết tâm họ rất thành kính. 6 tháng trước, lần đầu tiên gặp người đó cùng mẹ đến nghe thuyết pháp, trong họ rất hiền từ, rất vui vẻ. Hôm đó, họ cũng không nói chuyện với tôi, thấy họ rất thành tâm và đơn thuần. Họ không được thọ pháp vì ngày hôm đó tôi không nhận người. Người đó về nhà ăn chay, mỗi ngày cầu nguyện và đợi tôi. Không cần nói một tiếng nào, tôi cũng đã biết mới nhìn đã thấy vui. Cho nên bất cứ ai thuyết pháp có ích lợi cho chúng ta, chúng ta chỉ cần thành kính nghe là đủ rồi, không cần phải làm điều gì đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể làm thầy chúng ta. Khổng Tử có nói, ba người cùng đi trên một con đường, trong đó nhất định sẽ có một người có thể dạy chúng ta điều gì đó. Nếu như có hai người cùng đi với chúng ta, có thể làm thầy chúng ta thì những gì tôi nói sẽ có một vài câu có thể nghe được. Vậy chúng ta chỉ lựa một câu có ích lợi dùng là đủ tôn kính. Không cần phải đặc biệt làm thêm những gì nữa. Có người đảnh lễ và cúng dường rất nhiều, nhưng đó chỉ là thói quen của họ. Hãy thấy thiền sư mặc áo đỏ là đảnh lễ, nhưng đó không phải là thật sự tôn kính. Họ học theo kiểu các cô chiêu đãi viên hàng không. Họ đã được huấn luyện chúng ta có nói gì họ vâng dạ ngay đó không có nghĩa là họ có cảm tình gì đặc biệt đối với chúng ta việc làm của họ là như vậy bởi vậy người đảnh lễ và cúng dường nhiều không nhất định là đã tôn kính tôi có người cúng dường chỉ vì muốn có nhân thiên phước báo phước điền vì họ nghe trong kinh phật nói rằng bố thí cho người nghèo sẽ được phước báo sau này đầu thai trở lại sẽ không là người nghèo khổ vĩnh viễn sẽ rất giàu có. Nếu mua bông cúng dường Phật, sau này sẽ biến thành người rất đẹp, hoặc là cúng dường người xuất gia, cất nhà cho các thánh tăng sẽ có phước báu rất lớn, vân vân. Ví dụ xưa kia, họ an cư kiết hạ, không có chỗ để ở, ở Ấn Độ hồi xưa, hoặc vì trời mưa cất nhà cho họ ở, hoặc cho người xuất gia ở tạm qua đêm, vân vân sẽ được công đức rất lớn. Xuất gia là công đức lớn nhất. Phải thật sự là xuất gia chứ không phải ai đi xuất gia cũng có công đức lớn nhất. Trong kinh Phật có nói, trong thời kỳ Phật ra đời, nếu có người theo vị Phật đó xuất gia là công đức lớn nhất trong vũ trụ, nhất định người đó sẽ thành Phật và sẽ thoát khỏi bể khổ. Ngài không nói là tất cả các người xuất gia có công đức, ngài không nói như vậy. Chúng ta đã hiểu lầm. Vì thế Cúng dường những người xuất gia theo Phật tại thế là công đức lớn nhất. Dĩ nhiên, chúng ta là phàm phu, không biết ai là ai, cho nên hãy thấy người xuất gia nào cũng cúng dường hết và nghĩ là đúng. Dù sao đi nữa, họ cũng cao đẳng hơn chúng ta, vì họ đã xả bỏ hết tất cả để nhất tâm tìm đạo. Nếu không tìm được, sau này còn có thể trở lại tìm tiếp. Họ có nhiều thời gian hơn để tu hành để tìm minh sư nếu họ có thể tìm được. Rất tiếc là đa số không tìm được minh sư vì họ đã bị kinh điển và thành kiến cột lại. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm có nói Người xuất gia không có minh sư chỉ đạo thì thật là đáng tiếc. Thật sự là như vậy. Xuất gia theo một vị Phật tại thế là công đức lớn nhất, cao hơn những công đức bố thí, trì giới và những thứ khác. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như vậy, vì chúng ta đã nghe nói bố thí có công đức gì, đảnh lễ Phật có công đức ra sao, đảnh lễ người xuất gia sẽ được công đức như thế nào. Vì vậy chúng ta làm theo, nhưng không nhất định là thật sự tôn kính, không nhất định họ nhận biết được vị sư phụ đó là ai. Nếu biết được vị sư phụ đó là ai mà đảnh lễ, đó mới có công đức lớn. Thí dụ lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài vẫn là một vị sa môn mặc áo cà sa màu vàng. Sa môn là danh xưng của người xuất gia Bà La Môn thời đó. Ở Ấn Độ, thời đó có rất nhiều sa môn, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni là người duy nhất thành Phật. Bất cứ ai theo Ngài xuất gia là trở thành Bồ Tát, A-La-Hán, Tu-Đà-Hàm, vân vân. Nhưng không phải những người xuất gia khác mặc áo cà sa vàng là trở thành a la hán. Chỉ có những người học với Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành a la hán mà thôi. Lúc đó, ngài không phải là thiền sư bình thường nữa mà là thiền sư đã thành đạo, thành minh sư, cho nên khác hẳn. Có nhiều người đến đảnh lễ ngài, đi vòng quanh Phật ba lần, xong rồi quỳ xuống thỉnh ngài thuyết pháp. Quốc vương cũng phải làm như vậy, cũng phải đảnh lễ đệ tử của ngài nữa như xưa kia a thục vương là một vị vua rất hung ác giết vua cha để đoạt ngôi sau này được phật cảm hóa trở thành người hiền lương Hệ thấy đệ tử của phật thích ca mâu ni là nhà vua lật đật xuống xe đảnh lễ ông ta biến thành người rất khiêm tốn lúc đó vị quan đại thần thấy đau lòng tâu rằng tâu bệ hạ dù sao đi nữa họ cũng là công dân của ngài ngài là vị vua có địa vị cao quý nhất mà lần nào cũng trúng che quỳ lạy họ bị lấm lem khó coi thần nhìn thấy khó chịu quá vua không nói gì hết về cung bảo các quan trong triều rằng mỗi người hãy đem một cái đầu của động vật đi bán chỉ riêng vị công thần lớn nhất đó phải đi bán đầu của con người đầu động vật bán được ở chợ hết chỉ duy có đầu người là không bán được vua hỏi quan lớn rằng có bán được đầu người không vị quan trả lời rằng Đầu người không có giá trị Đầu động vật ít ra cũng còn có thể nấu canh Làm đồ trang trí Chỉ có đầu người là không ai muốn nhìn cả Hú chi là bán được Nhà vua lại hỏi Chỉ có cái đầu người này Hay tất cả các đầu người khác không có giá trị Vị quan lớn trả lời Tất cả các đầu người không ai muốn hết Lúc đó nhà vua hỏi Vậy thì đầu của ta cũng không có giá trị hay sao? Vị quan lớn không dám trả lời. Nhà vua tiếp tục ép vị quan trả lời. Cuối cùng, ông nói rằng Đầu của nhà vua cũng không có giá trị. Khi ấy, nhà vua hỏi vị quan lớn Sao nhà ngươi lại ngăn chặn ta dùng cái đầu không có giá trị này để đánh lễ những vị sa môn có giá trị nhất đó? Nhà ngươi chỉ có bề ngoài của họ. Thấy họ không có nhà, không có tiền, không có địa vị trong xã hội mà phán đoán đẳng cấp của họ nhà ngươi không biết uy lực vô lượng vô biên của họ không biết công đức vô lượng vô biên của họ ta còn chưa xứng đáng được dùng cái đầu vô giá trị này đảnh lệ họ sờ chẳng họ huống chi là ngươi dám ngăn chặn ta vua chỉ là một địa vị trong xã hội theo truyền thống cha truyền con nối mà thôi đó chỉ là phước báo vô thường của thế gian không có ích dụng gì còn phước báo của người xuất gia là vĩnh hằng Vậy từ nay về sau, ngươi không nên ngăn cản ta nữa. Lúc đó, vị quan lớn khai ngộ và hiểu biết sự việc. Từ xưa đến nay là như vậy, người thật sự tu hành có đạo đức tôn kính người thuyết pháp, tôn kính pháp sư, nếu muốn cầu pháp nên tôn kính pháp, không nên tôn kính người đó. Nhưng nếu không có người đó chúng ta cũng không có pháp. Mỗi ngày chúng ta quá bận rộn, không lúc nào rảnh để nghe một vài câu có đạo đức huống chi là nghe được pháp môn không thể tưởng tượng này. Dĩ nhiên là có rất nhiều pháp môn, nhưng chúng ta cần phải biết rằng pháp môn này là tốt nhất đối với chúng ta. Có đọc kinh điển phải hiểu biết điều này. Phật Thích Ca Mâu Ni nhấn mạnh rằng pháp môn quán âm là pháp tối cao. Nếu muốn thành Phật, phải tu pháp này. Ngài cũng có tán tán những pháp môn khác, cũng khuyến khích là nên bố thí, nên hiếu thảo với cha mẹ, nên làm người vợ, người chồng tốt, nên niệm Phật nên tôn kính kinh điển xây chùa cúng dường thánh tăng nhưng nếu muốn thành phật phải tu pháp môn quán âm trong thánh kinh có nói in the beginning was the word the word was with god the word was god quán âm này là quán âm thanh của vũ trụ khi mới tạo thiên lập địa là đã có âm thanh này âm thanh này cùng với thượng đế âm thanh này tức là thượng đế cho nên chúng ta câu thông với âm thanh này tức là câu thông với thượng đế giản dị như vậy đó không có gì khó hiểu tôi không nói pháp môn của tôi là tốt nhất nếu không tin sẽ xuống địa ngục đây là những gì Phật thích ca mâu ni nói nếu muốn thành Phật được cứu cánh tối cao thì phải tu pháp môn quán âm thánh kinh cũng có nói thượng đế tức là âm thanh này tôi chỉ là kẻ hậu bối học theo tiền nhân học theo cổ nhân và sau đó ấn chứng được lời nói đó là sự thật có người hỏi rằng nếu có nhiều pháp môn và nhiều pháp sư như thế vậy làm sao tin làm sao lựa chọn tôi cũng thông cảm điều này vì khó lựa chọn cho nên họ không tu tôi cũng không trách cứ họ vẫn còn thông minh vì họ thấy có nhiều pháp môn quá phức tạp quá cho nên họ không tu trước kia tôi rất dại dột hãy nghe nói pháp môn nào tốt là tu liền sau khi tu không thấy kết quả tôi bỏ đi nghe nói niệm phật tốt tôi cũng niệm ngày tối cứ niệm hoài không thấy gì nên không tu tôi có thí nghiệm qua không phải chỉ nghe nói thôi tôi đích thân thể nghiệm nhưng không có kết quả cho nên nói là không tốt ăn rồi biết là không ngon còn nếu như chưa ăn qua cũng đừng nên nói là ngon hay không ngon. Tôi có quyền nói ngon hay không ngon vì đã đích thân thử qua. Thí dụ như thầy giáo Anh văn dạy chúng ta vài câu như là how are you? Where do you come from? là chúng ta đã rất cảm ơn vị thầy đó rồi. Ở Trung Hoa có ngày lễ thầy để kỷ niệm Khổng Tử. Tôi cho rằng đây là một phong tục tốt nhất. Chúng ta nên bảo tồn phong tục đó tôi rất muốn sau này tổ chức ngày lễ thầy thật lớn để tất cả tông phái đều hợp lại chúc mừng sinh nhật giáo chủ của họ làm vậy để tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với các ngài chứ không phải chỉ biết ơn thầy giáo dạy học không thôi các bậc thánh nhân như khổng tử lão tử phật thích ca mâu ni chúa giêsu kitô vân vân là những người đáng để chúng ta biết ơn nhất vì nếu không có nền đạo đức một quốc gia dù có văn minh đến đâu đi nữa cũng không ổn định được phải không? Nếu không có đạo đức, mỗi ngày chúng ta phỉ bán nhau, chém giết nhau, gây chiến tranh với nhau, như vậy có ích gì? Vì vậy, ân huệ cao cả nhất để chúng ta biết ơn là những vị thầy dạy đạo đức như là Khổng Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô, vân vân. Họ là những vị thầy cao cả của chúng ta. Ân huệ đó còn lớn hơn cả ân huệ của cha mẹ. Ơn cha mẹ nuôi dưỡng dĩ nhiên rất là sâu đậm, rất bao la. Nhưng cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta chỉ có một đời. Nếu chúng ta không nhờ những vị thầy đạo đức chỉ đạo, chúng ta cũng không biết làm sao để tôn kính cha mẹ chúng ta nữa. Cho nên chúng ta nghe nói có những quốc gia không có đạo đức, không tin đạo đức, không tin tôn giáo, không tin nhân quả. Trong quốc gia đó, con cái tố cáo cha mẹ, giết cha mẹ trừng phạt cha mẹ nếu cha mẹ chúng không tuân theo chính phủ. Thí dụ vậy, những quốc gia đó không phải là không có văn minh. Họ cũng có bom nguyên tử, có truyền hình, có máy bay, xe cộ, thứ gì cũng có, nhưng chỉ có thiếu đạo đức. Chính vì vậy, quốc gia đó hỗn loạn. Chúng ta cũng biết rằng, nếu không có đạo đức, chúng ta cũng không thể làm người con hiếu thảo được. Cho dù có muốn hiếu thảo với cha mẹ đi nữa, chúng ta cũng không làm được vì cả xã hội không có đạo đức chúng ta bị áp lực của xã hội ảnh hưởng đến tình trạng đạo đức của chúng ta bởi thế đạo đức là quan trọng nhất bất kể là người gì tốt nghiệp như thế nào địa vị cao đến đâu nếu không có đạo đức không phải là con người nếu không có đạo đức đời đời kiếp kiếp chúng ta phải bị rất nhiều đau khổ chiến tranh tai ương và chém giết lẫn nhau vì vậy pháp sư và thầy là ân huệ cao nhất không có họ thì chúng ta cũng không biết tôn kính cha mẹ chúng ta được khi khổng tử chưa ra đời dường như trung hoa lúc đó rất loạn không có trung hiếu lễ trí tín cho nên ngài nhấn mạnh về điều đó nếu thời đó đã có đạo đức lão tử đâu cần phải nói nữa nếu chúng ta không đói sao lại muốn ăn cơm vì không có đạo đức không có hiếu thảo cho nên không tự nhấn mạnh đến điều đó. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cầu pháp, chúng ta cũng nên có lòng tôn kính vị pháp sư đó, không phải vì đó thích được chúng ta tôn kính, không phải chúng ta tôn kính vị pháp sư đó thì vị đó sẽ mập lên, sẽ đẹp ra, sẽ có tiền, không phải vậy. Nếu chúng ta cũng có lòng tôn kính, cho dù được pháp sư truyền pháp cho chúng ta đi nữa, chúng ta cũng không nhận được bao nhiêu. Vì chúng ta không xứng đáng để được nhận trong tư tưởng phạm phu chúng ta cũng thường nghe nói rằng nếu không biết kính trọng thầy thì sau này không thể làm thầy hoặc là kính lão đắc thọ trong đó có ý nhân quả vậy bởi vậy hôm qua có người hỏi nên học phép tắc gì không tôi nghĩ rằng tâm là quan trọng nhất nếu tâm chân thành tự nhiên phép tắc gì cũng tự nhiên hé lộ ra trong ánh mắt đã nói lên lễ độ vị thầy chỉ cần nhìn ánh mắt là biết chúng ta có lễ độ đến đâu rồi đã vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 15 tháng 11 năm 1987 với chủ đề Tôn Sư Trọng Đạo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị Nguyễn Mười.